Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn vừa đưa ra xét xử lưu động hai vụ án trộm tài sản và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn quận. Theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến ngày 8 tháng 10 năm 2022, bị can Đoàn Ngọc Duy, sinh năm 1988 trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản là các thiết bị điện tử, gồm iPad, điện thoại di động, laptop trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 63 triệu 775 000 đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Duy đã thân khẩn khai báo, đại diện gia đình đã khắc phục một số phần thiệt hại và các bị hại có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Trước đó bị can Duy từng có một tiền án bị tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam xử phạt 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản, ra trại vào tháng 7 năm 2020. Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Đoàn Ngọc Duy 4 năm tù giam. Dịp này, tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cũng đã tuyên bị can Nguyễn Ngọc Nam sinh năm 1998, trú phường Vĩnh Trung quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 3 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.